Chúng ta là quay trở lại với cả nhà đây. Hôm nay Meta giới thiệu với cả nhà một món probiotic nữa. Món probiotic này là hành. Là hành tây. Đây, cái củ hành tây này 400g các bạn. Trời ơi, to ha. Củ hành tây to. Meta thêm một tí hành tây tím cho là có màu nó đẹp đẹp. Nên các bạn không có hành tây tím này cũng không thành vấn đề. Đó là 400g hành. À, thái nó mỏng ra ha, thái mỏng ra hoặc không cần mỏng lắm mà mỏng tùy bạn như thế nào là tùy. Đó. Xong rồi, nguyên liệu chính tiếp theo đó là muối, mình dùng muối hồng, này. Đó. Và nước muối này Meta đã chuẩn bị sẵn, nó khoảng là nửa lít muối, Meta nửa lít nước, Meta cho 10g muối. Như vậy nguyên liệu chỉ cần vậy thôi. Và bình chứa là một cái lọ thủy tinh. Cái lọ thủy tinh này có nắp đậy bằng nhựa và đã được rửa sạch và tráng qua nước sôi ít nhất 2 lần. Bạn chú ý cái lọ thủy tinh này nó rẻ lắm, nó có tính ra tiền Việt Nam mình nó có khoảng 20.000 đồng thôi à. À, và mình có thể lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. À, và việc đầu tiên là chúng ta cắt hành. Vì hành cắt này nó rất là cay cho nên Meta dùng máy cắt để cho nó đỡ. Thế mà nó cũng cay các bạn ạ. Nó vẫn cay. Đây, Meta đã cắt rồi. Các bạn chú ý là cắt nó miếng nó to to như thế này nè. Sau khi mình ăn cho nó ngon, đừng có cắt nhỏ quá. Đó, cái miếng to to như thế này. Các bạn nhìn thấy không? À, cái món này rất là ngon, ngon kinh lắm luôn ấy. Nếu mà bạn mà là người là fan của bánh mì á, trời ơi, bạn ăn cái này khá là ngon. À, tuy nhiên chúng ta muốn khỏe mạnh thì đừng ăn bánh mì à. Hoặc là ăn bánh mì không có chứa gluten nhá. Chết rồi, nó chảy nước mắt rồi nè. À, thôi bước ráng tiếp theo tí đi nữa rồi lau nước mắt sau. Ở đây là 400g đúng không? Thì các bạn thì cho 8g. Ui, không thể tiếp tục được rồi. Quay trở lại, cho 8g muối. Sỏi. À, mình tự nhiên mình mới nhớ Tết các bạn hay ăn bánh chưng á, hay ăn thịt nữa á. Nhớ làm cái món này nha, đừng có quên cái món này. Rồi, chúng ta để như vậy, chờ như vậy ít nhất 30 phút. Sau đó chúng ta cho vào bình nha. Vào đây, hẹn gặp các bạn 30 phút sau. Hai các bạn, là chào các bạn đã quay trở lại sau 30 phút chúng ta chờ đợi đúng không? À, đây, quá tuyệt vời luôn. Bây giờ thì chúng nó sẽ xẹp xẹp xuống sầu đi. Rồi, các bạn coi thử chúng có chảy nước ra chưa? À, là nó chưa là mềm mà đúng không? Mềm rồi. Bớt cay đi rồi. Mình quên nói là có một là trong cái video mình chia sẻ về ăn các thực phẩm dành cho bệnh nhân ung thư á, mà nó ăn hành tím rất là tốt lắm, nhưng mà nó cay quá khó ăn thì hãy thử cách này nhé. Trời ơi, ngon quá. Ồ, ngon quá. Mẹ mà xem video này chắc là mẹ sẽ giải quá. Bạn biết sao? Chia sẻ đây xíu. Mẹ mình á, cách đây hình như 2 tuần, mẹ bảo mấy nay mẹ có ăn probiotic không? Mẹ bảo mấy bữa nay không làm, có mua về rồi mà chưa làm, làm ăn liền nó sợ bệnh. Ô, nghe câu đó vui phết. Có nghĩa là mẹ mình đã biết cách ăn probiotic rồi, chứ không phải là những cái món dưa cải muối
linh tinh năm ba hôm, mỗi vài ba hôm là ăn ngay, là độc lắm luôn á. Hoặc là những cái món dưa cải mà mua ở ngoài chợ là làm bẩn, vệ không có vệ sinh gì cả, ăn rất 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 là độc nha. À, nhưng cứ theo Mita mà làm dễ ẹp, probiotic làm tại nhà có vấn đề gì đâu, vừa rẻ vừa bổ vừa khỏe. Cứ ăn một thời gian đi, bạn sẽ cảm thấy sức khỏe của bạn nó thay đổi lạ lắm. Đó. Bạn không cần thay đổi gì cả, chỉ thay đổi mỗi probiotic trước rồi bạn sẽ thấy nó có sự chuyển biến khác biệt trước cái đã. Đó. Rồi bạn từ đó bạn mới suy ra là mỗi thứ nó có chức năng như thế nào. Mình dài. Các bạn đã làm gừng riền lên men chưa nhỉ? Phải làm đi nhá. Từ từ rồi mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy. Nếu các bạn đã cố gắng học tập để thay đổi sức khỏe tốt hơn thì ban đầu học thì thực hành nó còn nhiều lóng cống khó khăn, nhưng từ từ mọi thứ nó sẽ được sắp xếp đâu vào đấy hết, yên tâm đi. À, có gặp khó khăn nào ấy thì có bạn Mita đây, thì bạn Mita sẽ gợi ý cho, giải đáp cho, thì yên tâm, chỉ cần là các bạn thực hành cảm nhận thôi. Rồi chặt xuống nha. Ồ, cái món này nó ngon lắm, gần như cái món probiotic nào mình cũng thích. Ok. Ok. Bước tiếp theo là chúng ta cho nước muối vào đúng không? Đây. Xong rồi bạn cho nước vào và đậy lại, nhớ đậy đàng hoàng nhá. Rồi bạn để lên men cái món này trong vòng khoảng 7 ngày bạn có thể ăn được. Rồi sau đó bạn để lâu hơn một tí, khoảng 2 tuần thì cái vị chua nó đủ và nó đậm đà hơn, bớt hăng hơn. Và bạn ăn dần dần, rồi bạn để trong tủ mát ăn dần dần. Cái món này bạn có thể ăn từ 3 đến 6 tháng trong, để trong tủ mát và ăn dần dần không thành vấn đề gì hết. Đừng có lo mỡ hũ như thế này, chắc ăn tuần hết mất tiêu. Nhà bạn đông người chắc ăn khoảng 2-3 hôm hết mất rồi. Đó, vậy ha. Nhớ là cứ ăn đi rồi sẽ khỏe. Thế nhá, bye bye.